chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Long An. Chiều nay thứ hai, ngày 3 tháng 4 năm 2017, phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Tân An tiêm vaccine bệnh lỡ mồm đông móng trên đàn gia súc. Đức Hòa, hơn 160 hộ dân tự nguyện trở lại lồng lời đường, dĩa hè. Phần cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đến kiểm tra tại xã Tuyên Thành, thị xã Kiến Tường. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2016, xã Tuyên Thành, thị xã Kiến Tường đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, với tổng nguồn vốn quy động gần 109 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 11 tỷ đồng, chiếm gần 10% nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Toàn xã có 100% đường trục xã được nhựa quá, trên 51% đường trục ấp được cứng quá, 100% đường ngõ sớm được trải đá chống lầy vào mùa mưa. Có trên 50 km kênh mương thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho 100% diện tích sản xuất. Hiện toàn xã có trên 98% hộ sử dụng điện, 90% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự đều đạt chuẩn theo quy định. Sau khi kiểm tra thực tế, các thành viên đoàn thẩm định thống nhất cao với kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Tuyên Thành. Tuy nhiên, cũng yêu cầu địa phương tiếp tục hoàn thiện hơn một số tiêu chí còn đạt tỷ lệ thấp như kết cấu hạ tầng giao thông, số người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch. Quyền quỹ thành quá tổ chức diễn đàn Đảng với thanh niên, thanh niên với đảng. Các cán bộ đoàn viên thanh niên đã nêu nhiều ý kiến xoay quanh nhiều vấn đề quan trọng, cụ thể như mặt trái của mạng xã hội đang tác động tiêu cực đến giới trẻ, tình trạng sống ảo trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay bạo lực học đường, trộm cắp diễn ra phức tạp. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên còn hạn chế. Một bộ phận thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực của xã hội hiện nay, chạy theo lối sống thực dụng, thờ ơ, vô cảm. Sân chơi giải trí cho thanh thiếu niên còn thiếu, hoạt động đoàn chưa gắn với lợi ích của thanh niên nên chưa thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Công tác hỗ trợ vốn đào tạo nghề giải quyết việc làm cho thanh niên chưa được thực hiện tốt. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường, thanh niên sau khi đi bộ đội xuất ngũ trở về địa phương bị thất nghiệp. Vấn đề tiêu thụ đầu ra trong sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Chế độ đối với cán bộ đoàn cơ sở cũng như kinh phí cho hoạt động đoàn cơ sở còn thấp. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quyền Tân Trụ tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn quyền Tân Trụ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại địa phương. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông và lồng ghép vào các dịp lễ hội, các hội nghị, các lớp tập quấn. Kết quả trong năm qua, phối hợp với hai trường trung học phổ thông tổ chức giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho 1.800 em học sinh. Năm 2017, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh từ quyền đến cơ sở, tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, thường xuyên kiểm tra giám sát, nắm tình hình về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở cơ sở. Ủy ban nhân dân quyền Tân Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính Năm qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được các cấp các ngành trên địa bàn quyền Tân Hưng quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, đảm bảo thời gian quy định. Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức từng bước được nâng lên. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ huyện đến cơ sở được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục. Từ đó đã rút ngắn thời gian đi lại của người dân. Cụ thể, trong năm đã tiếp nhận được 37.878 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn là 271 hồ sơ, đúng hạn là 37.468 hồ sơ, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai. Công tác tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính cũng được các cơ quan đơn vị quyện và các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc. Vì vậy mà trong thời gian qua, trên địa bàn quyện chưa nhận được phản ánh hay kiến nghị nào quy định về thủ tục hành chính. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Một Quá tổ chức hoạt động giao lưu trải nghiệm sáng tạo giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương cấp tiểu học năm 2017 cho hơn 50 giáo viên học sinh của 8 đơn vị trường tiểu học trên địa bàn huyện Một Quá. Với chủ đề Chúng em làm theo lời bác, tự hào truyền thống quê hương Long An, tham gia buổi giao lưu, các em học sinh được tham gia trưng bày hình ảnh mẫu chuyện về Bác Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng, hình ảnh về quê hương đất nước. Sau khi hoàn thành phần trưng bày, các đội lần lượt giới thiệu về những nét đặc trưng của địa phương chọn ra đội có bản trưng bày với nội dung hay nhất các đội còn tham gia kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục đạo đức lối sống phù hợp với học sinh tiểu học bên cạnh đó ban tổ chức còn trưng bày tập học sinh có chữ viết đẹp trong từng khối lớp học đoàn cán bộ Tân Hương đã có chuyến tham quan thực tế mô hình sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao trên địa bàn huyện Đức Huệ đoàn đã tham quan mô hình trồng chúa già cấy mô và trang trại nuôi trâu bò dẫu béo ứng dụng công nghệ cao của ông Võ Quang Quy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quy Long An tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ. Đây là hai mô hình đang mang lại hiệu quả kinh tế rất cao và được nhiều người trong nước biết đến. Hơn 100 hecta chuối của ông được sản xuất bằng quy trình sạch để đem xuất khẩu ra nước ngoài với nhãn hiệu Fola. Chính vì vậy, ông được gắn cho cái tên vua chuối Võ Quang Quy hay siêu tỷ phú nông dân. Trước đó, đoàn cũng đã đến thăm khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh Long An, tòa lạc tại xã Bình Hòa Hưng để tìm hiểu thêm về những chiến tích hào hùng của quân và dân Long An nói chung, huyện Đức Huệ nói riêng, đã góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc. Hiện nay, nắng nóng kéo dài khiến cho dịch bệnh trên gia súc gia cầm có nguy cơ bùng phát, nhất là dịch bệnh lỡ mồm long móng để phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra trên địa bàn. Trạm thú y Tân An, tỉnh Long An đã tổ chức tiêm phòng dịch bệnh giúp cho người dân yên tâm chăn nuôi. Thành phố Tân An hiện có tổng đàn gia súc là gần 8.000 con, tập trung ở các xã phường như Hướng Thọ Phú, An Vĩnh Ngãi, Phường 7, Tân Khánh, Khánh Hậu và Phường 5. Những năm trở lại đây, công tác phòng chống dịch bệnh được bảo đảm, nên trên địa bàn thành phố Tân An không xảy ra dịch bệnh trên gia súc. Trong đợt 1 năm 2017, toàn thành phố sẽ tiêm gần 9.000 liều vaccine lỡ mồm lông móng cho những hộ chăn nuôi bò, trâu và dê. Đợt tiêm phòng đạt một số thuận lợi nhất định, người dân đã ý thức được vấn đề phòng chống dịch bệnh nên công tác diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên thì do thời tiết nắng nóng làm ảnh hưởng đến tiến độ tiêm phòng. Trong thời gian tới, trạm thú y thành phố Tân An tiếp tục tuyên truyền phổ biến luật thú y, nghị định của chính phủ, thông tư quy định về công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Đùng đốc các xã phường tiếp tục thực hiện đảm bảo tiêm vaccine cho 100% số gia súc trong diện phải tiêm, thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo quy định. Trong thời gian qua, trên tuyến đường 825 có nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán vi phạm hành lang an toàn giao thông. Các chủ hộ kinh doanh tận dụng tối đa dĩa hè để trưng bày sản phẩm, biển quảng cáo, các loại phương tiện dừng, đổ, tùy tiện, làm cho lòng đường trở nên chật hẹp, tầm nhìn bị che quất, tiềm ẩn tai nạn giao thông thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Quyền Đức Hòa về việc giải tỏa lấn chiếm lòng lề chỉ hè trên đường tỉnh 825. Các xã Đức Hòa Hà, Đức Hòa Đông và thị trấn Đức Hòa đã đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện giải tỏa lòng lề đường chỉ hè. Sau 2 ngày ra quân, tình hình lấn chiếm lòng lề đường chỉ hè trên tuyến đường tỉnh 825 đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hơn 160 hộ dân đã tự giác đập bỏ bậc tâm cấp, cắt mái che, tháo dỡ mái che di động, thu dọn hàng quá theo đúng quy định nhiều biển quảng cáo được tháo dỡ, ghế đá được di dời trở lại vỉa hè cho người đi bộ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã lập 36 biên bản vi phạm hành chính, đồng thời nhắc nhở các hộ vi phạm không để tái vi phạm. Đợt trao quân sẽ diễn ra liên tục đến cuối tháng 4 với mục tiêu kiên quyết lập lại trực tự lòng lề đường chỉ hè và duy trì thường xuyên, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường chỉ hè trong thời gian tới. Bí thư quyện quỹ Cần Duột Nguyễn Văn Thiệp làm chỉ trí công ty cổ phần khai thác và quản lý khu công nghiệp Đặng Quỳnh về tình hình chướng mắt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Tân Kim mở rộng. Dự án khu công nghiệp Tân Kim mở rộng có diện tích 51 hecta đến nay đã chi trả bồi thường 100% số hộ và diện tích. Hiện công ty đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn chỉnh, đang thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và hoạt động. Đối với dự án khu tái định cư Tân Phước đã chi trả bồi thường 85 hộ dưới 17 hectare. Hiện còn hai hộ với diện tích là 9.678 m2 chưa đồng ý nhận tiền bồi thường do không thỏa thuận được giá. Riêng đối với dự án đường chào khu công nghiệp Tân Kim mở rộng có diện tích 1,65 ha, công ty đã bồi thường đạt 76% về hộ, 68% về diện tích. Hiện còn 10 hộ với diện tích là 4.724 m2 chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, yêu cầu tăng giá bồi thường và tăng hỗ trợ tái định cư trong đó có năm hộ có diện tích giải tỏa nằm ở vị trí trọng điểm của dự án nên việc đấu nối hạ tầng giao thông gặp nhiều khó khăn bí thư quyền quỹ nguyễn văn thiệp yêu cầu chủ đầu tư tích cực phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền dẫn động các hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường giao mặt bằng quan thiện cơ sở hạ tầng của dự án công ty cần có phương án phù hợp để giải quyết thỏa đáng dứt điểm những trường hợp dướng mắt trong thời gian sớm nhất Tài cần đứa hơn 100 tình nguyện viên đã tham gia chương trình sẽ chọn máu đào trao niềm hy vọng đợt 8 tại Bệnh viện Đa Khoa Quyện. Có đơn vị ở xa như Long Hữu Tây, Long Hữu Đông, Long Định, Long Cang, Long Trạch còn tổ chức xe đưa rước đến địa điểm hiến máu. Anh Lê Thành Chinh, người 41 lần hiến máu, cho biết. Sau khi hiến máu xong thì về thấy cũng chung không có gì hết. Càng tốt và khỏe mạnh, đi thoải mái người hơn thì tiếp tục tôi tham gia hiến máu từ năm 2006 đến nay thì nói chung cũng vận động nhiều người bà con anh em bạn bè nói chung là rất là nhiều người tham gia hiến máu với ngân hàng máu sống trên 350 tình nguyện viên quyền Cần Đức còn xây dựng 14 câu lạc bộ 25 và 17 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện ở các xã thị trấn số lượng máu hiến qua năm là 926 đơn vị và từ đầu năm đến nay quyền đã tổ chức 8 đợt hiến máu, trong đó có một đợt hiến máu đột xuất với tổng số máu được nhận 536 đơn vị. Mặc dù có sự chọn lọc hơn, nhưng người dân vẫn nhiệt tình đăng ký tham gia. Ông Phạm Văn Sơn, giáo viên trường tiểu học Phước Đông, bà Đặng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Tân Trạch cho biết. Hiến máu để có thể cứu được những người mà thiếu máu, mình cũng đã góp phần vào việc là một giọt máu cho đi và một cuộc đời ở lại. Thì riêng bản thân mình á thì mình dẫn chứng là người thật việc thật cũng như là mình hôm nay á mình đã hiến được 26 lần thì mình cùng ở câu lạc bộ hiến máu đi xuống uh, từng chi tổ hội vận động tuyên truyền cho những người dân nhận thức được hiến máu nhân đạo như thế nào thành ra từ đó là phong trào mình được mạnh mẽ và phát triển. Theo thống kê của hội chữ thập đỏ huyện Cần Đức, toàn quyền có 848 lượt người cho máu nhắc lại nhiều lần, có 24 hộ cả gia đình đều tham gia hiến máu và có 82 người hiến máu trên 10 lần, góp phần đưa cần Đức giữ vững là lá cờ đầu của tỉnh trong phong trào hiến máu tình nguyện. Sau đây mời quý chị cùng theo dõi một số thông tin trong nước và thế giới. Thưa quý vị, UNESCO chính thức trao bằng ghi danh tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại bằng ghi danh chi sản đã được quyền trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nam Định, quê hương của tín ngưỡng thờ mẫu. Tại buổi lễ, chương trình Hành động Quốc gia cam kết bảo vệ và phát huy giá trị di sản này cũng được công bố. Trước đó, vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, hồ sơ thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt đã chính thức được Tổ chức Giáo dục Khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Ngày 2 tháng 4, quả quạng đã xảy ra tại một tòa nhà 60 tầng đang được thi công ở trung tâm thành phố Dubai. Các tiểu dân quốc Ả Rập thống nhất làm 4 người bị thương và giao thông khu vực trung tâm bị ách tắc trong nhiều giờ. Tòa nhà này nằm liền kề trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới Dubai Mall và tòa tháp Dubai cao 63 tầng. Dù cháy xảy ra vào sáng sớm, lửa và khói đen bốc lên cao, các tuyến đường xung quanh khu vực bị chặn để lực lượng cứu quả dập lửa. Hiện chưa xác định được nguyên nhân quả quạng. Theo kế hoạch, dự án xây dựng này sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2018. Cơ quan an ninh Anh vừa cảnh báo các sân bay và nhà máy điện hạt nhân tại nước này cần siết chặt an ninh để phòng nguy cơ bị tấn công khủng bố. Theo cảnh báo này, các phần tử khủng bố, gián điệp nước ngoài và các tinh tặc đang tìm cách lợi dụng những điểm yếu của mạng thông tin trong lĩnh vực công nghiệp điện tử để tìm cách thực hiện các vụ tấn công cơ quan tình báo Anh cho rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng và các nhóm khủng bố khác đã phát triển thành công một dạng thức mới để cài đặt chất nổ vào máy tính sách tay và điện thoại di động, giúp đưa các thiết bị này qua được cửa kiểm tra an ninh tại sân bay. Đây được hiểu là nguyên nhân cho việc cách đây 2 tuần, Anh và Mỹ đã thiết lập quy định cấm du khách mang máy tính bảng và thiết bị điện tử lớn trên máy bay. Tình báo Anh cũng tiết lộ, đang có dấu hiệu tinh tặc tìm cách tấn công vào các lỗ hổng an ninh mạng của các nhà máy điện hạt nhân nước này. 15 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở Anh có thể đang ở trong tầm ngắm. Các nhà máy điện hạt nhân này cung cấp 1 phần 5 tổng điện năng tiêu thụ của cả nước. Vừa rồi là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.